Quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên đang theo dõi chuyên mục Thanh niên Bắc Cạn số tháng 11 năm 2017. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên theo dõi phóng sự, khuyến khích xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, tiếp đó là gương và thủ lĩnh đoàn xã như cố với mô hình nông nghiệp sạch. Trước hết mời quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên theo dõi một số tin đáng chú ý về hoạt động của đoàn thanh niên trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên, để thực hiện đề án số 07 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Cạn tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng đường giao thông ở các xã nông thôn mới giai đoạn 2013-2017, các cấp bộ đoàn đã triển khai được nhiều công trình phần việc mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó đã đổ bê tông được trên 81 km đường nông thôn, nạo vét hơn 200 km kênh mương nội đồng, lắp 2.580 bóng đèn chiếu sáng tại các ngõ hẻm, xây dựng 55 cầu nông thôn, huy động nguồn nhân lực, hỗ trợ ngày công xây mới 1061 nhà tiêu hợp vệ sinh, trồng 13.000 m hàng rào cây xanh, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở. Tiêu biểu như các huyện đoàn Ba Bể, chợ mới, chợ đồn, thành đoàn, đoàn công an tỉnh, đoàn các cơ quan tỉnh, qua đó không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia mà còn góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dự án Con đường thanh niên do Tổ chức Trai Phan Việt Nam tài trợ tại huyện Bạch Thông và Nari giai đoạn từ năm 2016 đến 2018. Đến nay, dự án đã triển khai hỗ trợ với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó, dự án hỗ trợ một lần năm 2016 với hơn 840 triệu đồng vốn không hoàn lại và hơn 240 triệu đồng vốn hoàn lại cho 12 dự án thanh niên khởi nghiệp. Hỗ trợ lần 2 năm 2017 với hơn 440 triệu đồng vốn không hoàn lại và 170 triệu đồng vốn hoàn lại. Đối với vốn hoàn lại sau một năm thực hiện dự án, các nhóm thanh niên khởi nghiệp sẽ hoàn trả lại cho thôn bản để chi cho hộ nghèo. Phần lớn các mô hình kinh tế theo dự án con đường thanh niên đều gắn với lĩnh vực nông lâm nghiệp như huyện Nari hỗ trợ mô hình nuôi dê núi của thanh niên thôn Nà Cóc, xã Hữu Thác, nuôi gà chống thiến thả vườn của thanh niên Nà Trang, xã Xuân Dương, trồng nấm linh chi của thanh niên Nà Dài, xã Cư Lễ. Huyện Bạch Thông hỗ trợ 8 tổ hợp tác thanh niên, trong đó có 4 mô hình về trồng trọt, 4 mô hình về chăn nuôi. Bước đầu, các mô hình đang mở ra triển vọng về sản xuất. Nhằm phát huy vai trò sung kích của tuổi trẻ trong việc chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Cạn tổ chức hội thi Dung chuông vàng với chủ đề Tìm hiểu và tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Cạn năm 2017. Hội thi được triển khai tại 4 huyện, chợ đồn, bạch thông, ba bể và ngân sơn. Nội dung hội thi là tuyên truyền về các chủ trương chính sách, văn bản mới về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, tính sung kích của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn, phong trào bắc cạn trung sức xây dựng nông thôn mới. Sau hội thi, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã triển khai hai lớp tuyên truyền tại các huyện, chợ mới và Nari. thưa quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên các mô hình tổ hợp tác hợp tác xã thanh niên giúp nhóm phát triển kinh tế tại bắc cạn đã được phát huy mạnh mẽ đây cũng là phương thức tập hợp đoàn viên thanh niên hiệu quả giúp phong trào đoàn ngày càng phát triển mạnh mẽ góp phần phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại địa phương ghi nhận của nhóm phóng viên Xuất phát từ mong muốn vươn lên làm giàu chính đáng, các đoàn viên thanh niên thôn Nà Liềng đã cùng nhau chung sức góp vốn để sản xuất kinh doanh với ba thành viên cùng chung chí hướng làm giàu. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và huyện đoàn, các bạn đã đầu tư chuồng trại con giống phát triển chăn nuôi gia cầm. Đến nay, mô hình phát triển tốt cho thu nhập ổn định. Phát triển kinh tế của tổ tác thì có nhiều lợi ích. Bây giờ một số thanh niên còn đang chưa có công an việc làm nên là tạo điều kiện để cùng nhau phát triển Hai là về cái về nguồn giống và lại nguồn tiêu thụ thì mình có số lượng nhiều thì tìm được nhiều mối hơn còn thu nhập thì theo một số thành viên thì có người người ta chăn nuôi nhiều thì được nhiều xác định các tổ hợp tác thanh niên là hướng đi đúng đắn phù hợp giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế thời gian qua các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả của các mô hình này trong đó công tác tuyên truyền được các cấp bộ đoàn chú trọng đẩy mạnh nhằm giúp đoàn viên thanh niên và chính quyền các cấp hiểu rõ ý nghĩa vai trò của các mô hình kinh tế hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình kinh tế này phát huy hiệu quả. Hiện đoàn thanh niên đang triển khai và quản lý tốt hơn 1,9 tỷ đồng vốn vay 120 giải quyết việc làm của trung ương đoàn cho 34 dự án, qua đó giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động. Từ việc sử dụng tốt nguồn vốn, số mô hình làm kinh tế của đoàn viên thanh niên cho thu nhập trên 100 triệu đồng một năm được nâng lên. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 18 hợp tác xã giám đốc là thanh niên, trong đó có 5 hợp tác xã thành viên là thanh niên. 23 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ với gần 250 đoàn viên thanh niên tham gia. Các ngành nghề như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp. Tiêu biểu như hợp tác xã nông nghiệp Bản Lù ở xã Tân Sơn, huyện Trợ Mới. Hợp tác xã nước sạch và vệ sinh môi trường ở xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. Hợp tác xã Hồ Bản Trang ở huyện Ngân Sơn. Hợp tác xã Thanh niên Toàn Phát ở xã Yên Mỹ, huyện Trợ Đồn. Hợp tác xã Hương Rừng, Nari thì là đa số là lực lượng đoàn viên thì ban đầu thì cũng chưa mạnh dạn và cũng chưa chưa dám mạnh nhận tham gia nhưng mà sau khi thành lập từ tháng 6 đến thời điểm bây giờ thì một số đoàn viên thanh niên thì cũng đã ý thức được và cũng có cái định hướng và cũng có cái nhìn nhận là cũng muốn tham gia hợp tác xã và tiếp tục hợp tác xã sắp tới thì cũng vận động tiếp là đoàn viên thanh niên tham gia hợp tác xã để phát huy cái vai trò của hợp tác xã cũng như là phát triển kinh tế nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong gia đình cũng như là kinh tế hàng hóa đối với địa phương. Đối với đoàn thanh niên xã Quân Bình thì hiện tại đã có tổ hợp tác thanh niên về chăn nuôi gà và hiện tại thì đang có các mô hình chăn nuôi chim bồ câu của các đồng chí thanh niên, đồng chí Du, đồng chí Huấn, đồng chí Tới với lại chăn nuôi vịt thương phẩm. Và hiện hiện tại thì đoàn thanh niên đang có hướng sẽ thành lập tổ hợp tác chăn nuôi chim bồ câu nữa trong thời gian tới ban thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách phát triển tổ hợp tác hợp tác xã mô hình hợp tác xã kiểu mới tổ chức hướng dẫn các hợp tác xã thanh niên đăng ký lại theo luật mới hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi nâng định mức vay khuyến khích liên kết hợp tác lựa chọn ngành nghề sản xuất các sản phẩm hàng hóa chủ lực phù hợp với điều kiện thực tế hỗ trợ mở rộng thị trường thông qua hoạt động truyền thông quảng bá xúc tiến thương mại đoàn xã như cố huyện trợ mới không chỉ dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên mà còn biết đến với mô hình tổ hợp tác rau an toàn. Trong đó anh Lường Đình Hùng bí thư đoàn xã đã có nhiều tâm huyết xây dựng thành công tổ hợp tác rau an toàn. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục dẫn chúng tôi đi thăm mô hình rau an toàn anh Lường Đình Hùng bí thư đoàn xã như cố thành viên của tổ hợp tác chia sẻ hiện nay sản phẩm rau của nhóm đang được tiêu thụ tại huyện trợ mới thành phố bắc cạn và tỉnh thái nguyên. Sản phẩm rau an toàn của tổ hợp tác không bán lẻ mà được các nhà hàng đặt mua. Từ việc trồng rau theo mùa, đến nay đã chuyển một phần diện tích đất sang trồng rau củ quả trái vụ để nâng cao thu nhập, đáp ứng thị trường. Sau hơn 3 tháng canh tác trái vụ, cứ 1 000 mét vuông đất cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng, so với trồng lúa gấp hàng chục lần. Chúng tôi là đây xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị, bởi vì là trong tất cả các hoạt động phong trào thì cái hoạt động phát triển kinh tế là nó phải gắn kết thì tôi cũng tranh thủ những cơ hội cũng như là cái bối cảnh mà kinh tế hội nhập thì đứng ra để làm sao quy tụ những bạn đoàn viên thanh niên cũng như là các hộ gia đình mà kinh tế đã vững mạnh để tập hợp lại thành một cái tổ nhóm sở thích cũng như là tổ hợp tác để phát triển kinh tế để lấy đây là một cái mô hình điểm cho toàn đoàn viên thanh niên xã cùng thực hiện Năm 2015, Hùng bắt đầu công tác tại văn phòng xã Như Cố. Đến tháng 11 năm 2016 được tín nhiệm bầu làm bí thư đoàn xã. Nhận thấy lợi thế về diện tích đất nông nghiệp của gia đình và địa phương, Hùng đã vận động gia đình chuyển 5.000 mét vuông đất để xây dựng mô hình trồng rau. Đồng thời, anh vận động các bạn đoàn viên tìm hiểu các mô hình trồng rau củ sạch để cung ứng cho thị trường. Đến đầu năm 2017, tổ hợp tác thanh niên khởi nghiệp ra đời gồm 27 thành viên làm thí điểm mô hình trồng rau tại thôn Nà Trao, xã Như Cố, với hơn 6.000 m2 ruộng được chuyển đổi sang trồng rau. Chưa dừng lại, từ sản phẩm rau trái vụ và đa canh, tổ hợp tác đã thành công với mô hình trồng mướp đắng rừng và nhân giống thành công. Để tạo thị trường tiêu thụ, anh Hùng còn thành lập trang Facebook đoàn xã Như Cố để quảng bá các sản phẩm vừa qua tại cuộc thi sáng tạo thanh niên do tỉnh đoàn tổ chức với sáng kiến mô hình trồng rau sạch, đoàn viên xã Như Cố đạt giải nhì. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái mô hình tổ hợp tác cũng như nhóm sở thích và chúng tôi sẽ thành lập hợp tác xã nông nghiệp thanh niên để làm sao phát triển những cái mô hình mô hình nông nghiệp mang thế mạnh của địa phương như là cây thanh long ruột đỏ hay là cái sản phẩm cây bò khai hay là chè và các sản phẩm khác như cây bơ bán rừng. Thì cũng thấy đồng chí Hùng là một người rất có năng lực cũng như là hỗ trợ anh em tạo mọi điều kiện để hướng tới cho các đoàn viên thanh niên của ủy ban nói chung và các tri đoàn của các thôn nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi để đem những cái hướng ra như những bao tiêu sản phẩm hay là những vận động anh em làm ăn kinh tế tại địa phương mà không phải đi làm công ty năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Lương Đình Hùng không chỉ xây dựng thành công mô hình tổ hợp tác, mà tiến tới thành lập hợp tác xã nông nghiệp thanh niên xã Như Cố, qua đó nhân rộng mô hình và phát triển thế mạnh trồng rau an toàn, góp phần phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững. Ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội, Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn phối hợp với báo Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tri ân người thầy năm học 2016-2017. Được triển khai từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 15.221 bài dự thi đến từ 60 tỉnh, thành phố của giáo viên, giảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác tại các cơ sở giáo dục trên cả nước. Trong đó, trên 11.000 tác phẩm trình bày dưới dạng văn xuôi, hơn 4.200 tác phẩm trình bày dưới dạng thơ, Kết quả chung cuộc, ban tổ chức trao một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, một giải nhì trị giá 10 triệu đồng, ba giải ba trị giá 5 triệu đồng và một tác phẩm có số lượng bình chọn nhiều nhất. Mỗi tác phẩm đoạt giải được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn. Cụ thể, tác phẩm Lời thầy của tác giả Bùi Thị Biên Linh tỉnh Bình Phước xuất sắc giành giải nhất tác phẩm cô thông của tác giả đỗ văn dinh tỉnh lào cai giành giải nhì ngoài các giải thưởng chính mà tổ chức đã chọn hai giải phụ của cuộc thi dành cho tỉnh thành đoàn và cơ sở giáo dục có số lượng tác giả tham gia thi nhiều nhất là tỉnh đoàn bắc giang và trường tiểu học chu văn an tỉnh đồng tháp Ngày 17 tháng 11 tại Hội trường báo Thanh niên, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và báo Thanh niên đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11. Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã đến dự và trao giải. Sau 7 tháng phát động và nhận bài tham dự cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 từ ngày 30 tháng 2 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2017 ban tổ chức đã nhận được 162 ca khúc dự thi. Kết quả, ban giám khảo đã trao một giải nhất thuộc về thanh niên Việt Nam tiến bước, tác giả Nguyễn Văn Luân tỉnh Bình Phước, một giải nhì con tàu thanh niên của Lê Hoàn thành phố Hồ Chí Minh, hai giải ba ngày hội thanh niên của Nguyễn Duy Khoái Đà Nẵng và khát vọng xanh của Phạm Trúc Lam Đà Nẵng, sáu giải khuyến khích như những bông hoa mùa xuân tác giả Đặng Quang Vinh thành phố Hồ Chí Minh. Thanh niên thời đại mới tác giả Nguyễn Đức Hiệt, thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn ta vững bước tiên phong tác giả Đoàn Quang Trung, Đồng Nai, Thanh niên con cháu Lạc Hồng tác giả Trần Thanh Dũng Nghệ An, có một vì sao trong tim, tác giả Quỳnh Lệ thành phố Hồ Chí Minh và Khơi nguồn sức trẻ tác giả Lê Tiến Tiền, tỉnh Long An. Ngày 14 tháng 11 tại Hà Nội, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest 2017 với chủ đề Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã chính thức khai mạc. Ngày hội do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đồng tổ chức. So với năm 2016, Techfest 2017 được tổ chức với quy mô lớn hơn, với sự tham gia của nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong 6 lĩnh vực tiềm năng đó là cộng đồng tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, du lịch và dịch vụ ẩm thực, y tế và công nghệ mới. Đây là năm thứ ba Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ ngành tổ chức Techfest, ngày hội kết nối cộng đồng khởi nghiệp của quốc gia với quy mô quốc tế. Techfest 2017 dự kiến sẽ thu hút 4.000-4.500 người tham dự. 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, 130 nhà đầu tư và quỹ đầu tư quốc tế, 80 doanh nghiệp cùng các tập đoàn kinh tế lớn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Quy mô ngày càng lớn của sự kiện đã chứng tỏ Techfest đã thực sự trở thành ngày hội và mang đến những lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Ngày hội TechFest 2017 sẽ được diễn ra với nhiều hoạt động như chuỗi hội thảo chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp, cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới của các làng khởi nghiệp và lễ tôn vinh doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Những thông tin trong mục điểm tin thanh niên đã khép lại chuyên mục thanh niên Bắc Cạn số tháng 11 năm 2017. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này kỳ sau.